Để dây số 3 nè thì con hợp nhiêu hai hợp lẫn với dây số mấy hợp mà. coi trên dây số mấy để số mấy có hợp số 3 hợp hợp số 2 mình đưa vô cho người ta biết đây cả hai ký luôn á. Mày có mấy lưỡi nào? Hai lưỡi ở đây nó không có nhiều chứ ngày vậy lâu lâu dướng ba cái đá nó kẹt lại thôi chứ ít nào dướng không có dướng mà sẽ mày kéo qua lại nó không lên rồi kéo xéo qua rồi mình không vắng kinh nghiệm của anh Nam đi câu anh câu đây được bao nhiêu lâu rồi bao nhiêu thời gian rồi mình được bao nhiêu cá rồi đây câu rất là nhiều còn... đi câu 20 năm rồi mấy để đàn em chỉ rồi sao dễ ợt à mà không biết làm nữa thấy không dễ không chỉ có cái tay quắn không à thấy không đó đầu cái nam thì chỉ vừa gõ đầu tôi nhớ chứ cái tay quắn không à mà còn làm không xong nữa lớn già đầu rồi khi ở đây dạng đồng quê cùng ruộng chứ lên ra trên ruộng anh trên đồng ruộng chị của em không mà anh la em lấy anh chưa tính sổ ba lần câu đứt biết bao nhiêu chị của em mà anh về la em lấy tám đại ca quay cửa tầm 50 giây không ạ em đâu có ốp lên cái trang ấy đâu mà anh lo được cả ốp lên là nổi tiếng luôn nha thằng nào đâu ốp đâu gửi cho thằng kia ốp để cho mặt mình ốp gửi cho thằng nhà báo ốp có thằng nhà báo đi chung á qua hôm mình đi chung đi câu Hậu Giang á có thằng nhà báo á mà biết báo gì thôi à báo cha báo mẹ hay báo nó mua cái chuông nó dặn cái chuông mà nó dặn cái mà nó dặn cái chuông gãy cái chuông thằng Nam mày bỏ nghề cho Nam ơi tao không có xài chuông luôn á đó giờ tao không xài chuông anh quăng đi anh quăng đi từ 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 chờ em xíu rồi khỏi chê để nguyên con cá này bụng không có để nguyên con chiên luôn thì đi cá nhỏ gì vậy mày có cám dễ câu mà tao móc trùng tao làm hết một câu xong được không 80.000 trùng nó có câu đã đi trùng cái thép nó Covid rồi bây giờ không không có thấy được nước nó chảy hay đứng luôn này này cũng bị đồ nó muốn bị đồ đại ca ơi coi cái lăng nước chảy nước này đang đứng đại ca ơi là dấu hiệu tuổi tác cũng thật nãy giờ cũng bị chơi cho đã đi chứ tuổi già sắp chống đại ca là mệt rồi cái đó ủa sao pha tao nó kéo mà nó không chuông rêu ta ba bài lớn không chuông
của em là sáng giờ kéo nhỏ này. Xíu gì kêu thôi, nói chung kêu cá này thì chết. Em câu lưỡi bự nên em không có dính cá nhỏ đâu. Xúc cá rồi mới ngã cười. Trời, cá gì vậy? Ê, tưởng cá gì vậy? Cá nó bự thiệt. Mẹ mấy con này giỡn. Ôi, à, chết mẹ. Bự bén lắm á. Mấy cá này mà về đòi đúng á, khỏi mổ bụng nữa, chiên ăn. Trời nắng, bốn thằng ra đây đứng giống bốn thằng áo. Rồi thành quả là được sớm và được mớ cá mà Vinh lộn cá rảnh. Được mớ. Đấy nè, thấy hay cái... con, thấy hay cháo chắc của cá mà Vinh. Bài này là bài cháo nha, bài cháo bài chắc thôi, mình đang chiều mình sẽ kiếm bài bố, bài mẹ nó rồi bài ông nội, bà nội nữa. Ông nội bà nội thì đợi đại ca kiếm nha. Đại ca, đại ca, đại ca. Con mã. Ừ, thằng khủng, thằng khủng, thằng khủng. Đậu nó qua đây. Khủng nè. Ôi trời. Cá này ca đúng to luôn. Đúng kia. Đi ngược nước chứ có cá đi xuôi nước đâu mà mệt. Cái đầu người ta lớn không? Nói cho nó về ngồi thả chân thì cứ được đi ta. Còn cái nắng không có... Ừ, đây với lại những tầm nhìn mình thoáng thoáng hơn. Chứ bị vướng vướng. Thoáng thoáng thì nó thoáng dễ trông. Ừ. Ồ, a đồ. À. Mới vừa dính luôn nè em ơi. Quá ngon. Ngon, quá ngon. Ngon, chất lượng. Nó có lọc sáng á, mày chấm vô cái là nó lọc sáng rồi đó. Mày chấm vô cái đó đó, ví dụ mày chấm cái tay vô cái đó. Mày chấm nó
đây, mấy đại ca đi câu cá đây. Đây, đây gà trống, gà trống này gáy này sớm giờ gáy quá gáy rồi. Con này được cái gáy giỏi thôi. Đây. Quay đại ca mà nó gáy được ra. Đây hai dàn nghiệp dư. Nghiệp dư câu dính cá hơn cái thằng chuyên nghiệp bên đây nữa mà cái này là không càng có gáy. Càng thủ chuyên nghiệp, em là càng thủ chuyên nghiệp ạ. Đây càng thủ chuyên nghiệp đây. Mà nó gáy còn hơn rồi nghiệp dư dính cá nữa nè. Đây nghiệp dư ta dính cá ta không gáy mà càng thủ chuyên nghiệp. Nước mưa thôi, mưa tiếp rồi.